sáng nay đồng chí trần song tùng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với tổ chức for pause để tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ về hai dự án gồm trang trại bảo tồn gấu ninh bình và xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú giữa châu á thuộc công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh ninh bình cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành địa phương có liên quan Tại buổi làm việc, đại diện tổ chức Forpass International đã báo cáo tóm tắt tiến độ cũng như các vấn đề còn khó khăn vướng mắc liên quan đến việc thực hiện hai dự án. Theo đó, dự án trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình với quy mô công suất cứu hộ và nuôi trên 500 cá thể động vật hoang dã một năm. Địa điểm thuộc khu trang trại 2 phân khu cây xanh sinh thái thuộc công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình. Diện tích sử dụng đất là 9,75 ha, tổng mức đầu tư là gần 205 tỷ đồng từ nguồn vốn của tổ chức Forpass International international. Tiến độ thực hiện dự án năm 2015-2024, thời hạn thực hiện dự án 70 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với diện tích là 3,6 ha và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2017. Giá trị giải ngân đạt 92,5 tỷ đồng, hiện đã cứu hộ được 49 cá thể gấu, giải quyết việc làm cho 42 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng một người một tháng riêng giai đoạn 2 của dự án, diện tích 6,15 ha, Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạm bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã nước Việt quản lý. Tuy nhiên đến nay công tác lập hồ sơ giao đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất để thực hiện dự án vẫn chưa được hoàn tất, do đó công tác cấp phép xây dựng cho dự án chưa thực hiện được về dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú giữ châu Á, có diện tích sử dụng đất là 34,96 ha, nguồn vốn từ ngân sách trung ương được triển khai thực hiện từ năm 2014. Hiện dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công xong khu nhà làm việc và các hạng mục tuyến đường kết nối, hệ thống cấp điện, nước, tạm, đường nội bộ, hàng rào, hồ cảnh quan. Tổng số vốn đã cấp là 35,809 tỷ đồng, đạt 48% tổng mức đầu tư. Do dự án không được tiếp tục cấp vốn nên đã tạm dừng thi công từ năm 2017. Đến giữa năm 2018, Forpass đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tổ chức này được nghiên cứu, tiếp nhận và tiếp tục triển khai dự án. Về công tác giải phóng mặt bằng dự án này, huyện Nho Quan hoàn thành công tác chi trả, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ năm 2015. Tuy vậy đến nay công tác lập hồ sơ giao đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất để thực hiện dự án vẫn chưa hoàn thành. Đại diện Forpass nhấn mạnh, tổ chức đã sẵn sàng mọi nguồn lực từ con người, tài chính, kỹ thuật để triển khai hai dự án này, mục tiêu là phải hoàn thành việc xây dựng trong năm 2023. Forpass đề nghị tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có những tháo gỡ về mặt thủ tục, bản giao đất để tổ chức triển khai các bước tiếp theo. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ngành và các đại biểu đã trao đổi làm rõ những vấn đề đang còn vướng mắc mà đại diện Forpass đã nêu, đặc biệt chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc chậm bàn giao đất, công tác quyết toán dự án cũng như đề xuất giải pháp tháo gỡ, cam kết về tiến độ xử lý công việc phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Sông Tùng nhấn mạnh dự án trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình và khu nuôi thả thu giữ Châu Á không chỉ có ý nghĩa về kinh tế du lịch bảo vệ môi trường mà còn có ý nghĩa quốc tế được chính phủ lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo cam kết thực hiện đồng chí cũng ghi nhận biểu dương các sở ngành địa phương có liên quan đã chủ động phối hợp bám sát sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh để hỗ trợ forpass triển khai thực hiện hai dự án này tuy nhiên thời điểm hiện tại vẫn còn một số vấn đề khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ mà chủ yếu liên quan đến trách nhiệm của ủy ban nhân dân huyện nho quan do vậy đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện phải khẩn trương khắc phục đồng chí cũng giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định hồ sơ liên quan đến đất đai phục vụ dự án phối hợp với ủy ban nhân dân huyện nho quan sớm điều chỉnh bổ sung việc thu hồi đất trong kế hoạch đối với hạng mục đất rừng trình hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt trong kỳ họp gần nhất sở xây dựng tiếp tục bám sát theo dõi hướng dẫn hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng để đẩy nhanh tiến độ dự án theo kế hoạch